Xin chào quý anh chị các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay em xin phép làm video để giới thiệu cho anh chị về chiếc xe Toyota Ray và giá bán ở thời điểm tháng 3 năm 2023 này. Thì trước mắt chúng ta đây là chiếc xe Toyota Ray phiên bản màu trắng ngọc trai nóc đen. Thì chiếc xe Toyota Ray này được phân phối thị trường Việt Nam mới duy nhất một phiên bản là 1.0 Turbo trước mắt chúng ta đây, với nguồn cung cấp là nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Và ngoài ra thì xe được trang bị rất nhiều màu sắc, có hai màu cơ bản là màu đỏ và màu đen. Ngoài ra thì có rất nhiều màu sắc nữa, màu đặc biệt là màu trắng ngọc trai này, màu trắng ngọc trai nóc đen trước mắt chúng ta đây, và màu xanh nóc đen, vàng nóc đen, đỏ nóc đen, rất nhiều màu sắc để anh chị lựa chọn. Nếu anh chị nào cần hợp với mệnh với màu gì hoặc là thích màu gì thì có thể gọi điện qua số hotline em để trên màn hình, và em sẽ gửi cho anh chị cái màu sắc qua cái Zalo em dùng. Và với cái giá ở thời điểm hiện tại thì với dòng xe Toyota Ray như sau, thì giá xe chỉ có duy nhất phiên bản là 1.0 Turbo nhập Indo thì có giá niêm yết là 552 triệu, và ở thời điểm tháng 3 năm 2023 này thì bên em đang giảm cho dòng xe này là 10 triệu tiền mặt, và ngoài ra tặng cho anh chị một gói phụ kiện trị giá là 15 triệu. Với cái ưu đãi bên trên thì chiếc xe này lăn bánh ở trên thị trường biển tỉnh nó chỉ rơi vào khoảng 600 triệu là lăn bánh được rồi, và anh chị trả góp thì chuẩn bị giúp em khoảng tầm 108 là lăn bánh, đầy đủ phụ kiện và bảo hiểm nếu anh chị trả góp. Thì vừa rồi thì trong khi giới thiệu về giá bán cũng như là cái thông tin sơ bộ về xe thì em đã giới thiệu cho anh chị về một vòng xung quanh nội thất, thì em xin phép là điểm lại chiếc xe này đang trưng bày showroom bên em nó có những cái gì đặc sắc. Thì thứ nhất là phần đầu xe thì cái chiều dài tổng thể này của xe nó chỉ có 4m thôi, nên là tuy nhiên là cái diện tích sử dụng bên trong rất là lớn. Lát nữa vào trong xe em sẽ giới thiệu cho anh chị. Còn phần ngoài thì được thiết kế là cái dạng đầu vuông bức với cái hệ thống đèn là đèn full led. Ngoài ra phía bên dưới là có đèn sương mù này, đèn ban ngày và hai cảm biến phía trước. Còn ở dưới logo đây là cái cam trước trong hệ thống cam 360. Tuy nhiên là đây là hệ thống lắp thêm, bên em đang lắp trưng bày cho khách và để tại showroom. Còn ngoài ra thì ở phía thân xe thì lốp được trang bị là lốp Dunlop Shape N-Shape và có kích thước là 18 inch. Ở cụm gương, trước khi đến cụm gương thì anh chị thấy đây là chi tiết thể hiện là máy turbo. Với cái máy dung tích động cơ 1.5 turbo này thì có cái sức mạnh cho ra nó sẽ rơi vào gần xem với máy 1.4 hoặc là 1.5. Tuy nhiên là chiếc xe này có một cái đặc biệt là được sử dụng cái hộp số CVT kép, giúp là tăng tốc rất là mượt mà và êm ái, tiết kiệm nhiên liệu. Và có khắc phục được một cái điểm yếu rất lớn của cái hộp số CVT cổ điển là cái hộp số CVT cổ điển, cái giải tốc đầu nó rất là ỉ. Thì cái hộp số kép này đã được trang bị thêm một cái bánh răng để tối ưu được cái giải tốc đầu, nên là xe chạy rất là bốc. Tuy nhiên dù là máy chỉ có 1.0 turbo. Tiếp đến là phần gương thì được trang bị là cụp tự động này, rồi phía bên dưới này có cái mắt cam cho cam 360. Tuy nhiên anh em giới thiệu với đầu xe rồi thì đây là trang bị lắp thêm bên em đang lắp trưng bày. Đặc biệt ở phần đuôi xe, cái góc này thì xe rất là đẹp, vuông vức rất là đẹp và khỏe khoắn. Cụm đèn sau thì cũng được trang bị là full led rồi. Có một cái đặc biệt ở cái dòng xe này là cái cúp phía bên sau, đằng sau này có thể tùy chỉnh được hai độ cao để tối ưu về dung tích sử dụng, hoặc là muốn hạ sửa hàng ghế hai xuống để thành một cái sàn phẳng để mình sử dụng. Phần đuôi xe thì cũng được trang bị hai cảm biến sau giúp anh chị dừng đỗ rất là dễ dàng. Và ngoài ra nữa là ở phần gương này, vừa nãy thì em đã quên không giới thiệu là gương có cái hệ thống là cảnh báo điểm mù, kèm với nó là cái cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau khi lùi, giúp anh chị là vận hành con xe này rất là an toàn, dễ dàng. Bởi vì xe thì là cái chiều dài tổng thể đã là ngắn rồi, dài có 4m thôi, ngắn hơn so với Vios đến 40 phân. Mà lại có những cái công nghệ hỗ trợ lái xe rất là tiện ích. Thì vừa rồi thì em đã đi giới thiệu cho anh chị về ngoại thất. Thì tiếp theo là phần nội thất. Phần nội thất thì xe được trang bị là cái nội thất màu đen, trông là rất là thể thao. Và cái ghế này họa tiết kiểu Samurai Nhật Bản. Màu đen và pha với cả phần nội thất phía bên trong xe, gương tự động này, rồi phía bên trong có tắt mở cái cụm
cảm biến, rồi có tắt bật cái hệ thống chống quyền trượt, khay để cốc, cửa gió điều hòa, và đèn nó có là đèn auto anh chị ạ, tự động bật khi mà trời tối mà tự động tắt khi mà trời sáng, có đèn sương mù ở đây, và đặc biệt xe 1.0 turbo, tuy nhiên là vẫn được trang bị cái lẫy chuyển số sau vô lăng. Giúp anh chị là nếu mà có đi trên đường trường hoặc là để vượt xe cũng như là lượt đường đèo rất là dễ dàng. Ngoài ra thì phía bên cạnh đây là màn hình giải trí đa thông tin, cụm điều hòa tự động, đèn trần. Và như em vừa giới thiệu là với cái khoảng cách ngồi như em, hàng ghế lái như thế này, thì em sẽ xuống hàng ghế thứ hai ngồi cho anh chị xem. Với một chiếc xe dài 4m tròn thì đây em để cái hơi tối một chút để mở cửa này. Đây như thế này, nó vẫn còn một khoảng như thế này nữa cho từ hàng ghế thứ hai cho đến hàng ghế người ngồi lái. Mà cái phong cách lái của em nó cũng khá là thoải mái, phải duỗi chân mà ngồi hàng sau vẫn như thế này. Nên là cái xe Nhật rất là tối ưu về cái dung tích sử dụng ở phía bên trong, nên là anh chị yên tâm về xe nhỏ nhưng mà cái dung tích cái sử dụng rất là đầy đủ. Còn ngoài ra thì ở cái góc này sẽ thấy cho anh chị thấy là cái với cái góc nhìn lái của xe sẽ như thế nào. Thì đây xe cao, gầm cao, máy thoáng, đi trong phố với ngoại hình rất là đẹp, xe nhập khẩu mà lăn bánh nó chỉ có rơi vào khoảng tầm 600 triệu. Vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về nội ngoại thất chiếc xe Toyota Ray, cũng như là giới thiệu cho anh chị về giá bán của thời điểm tháng 3 năm 2023 này. Thì anh chị nào quan tâm về xe cũng như là cần em tư vấn thêm về các vấn đề khác thì vui lòng liên hệ với em qua số hotline trên màn hình. Em sẽ hẹn anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.